Rồi chúng ta đến với bài là làm sao để cho nhà báo viết bài, làm sao nhà báo có cái cảm ứng để họ viết bài về chúng ta, giới truyền thông họ nhìn về doanh nghiệp của chúng ta như thế nào. Thì chúng ta có các cái công cụ, các bạn biết hồi nãy là tôi đã nói đến cái press kit, tức là cái bộ công cụ về thông cáo báo chí. Hồi nãy tôi đã nói rõ về thông cáo báo chí rồi. Rồi tiếp theo là cái dữ liệu mà chúng ta có thể đưa cho nhà báo để họ có thể tạo ra câu chuyện cho chúng ta, ví dụ như video, audio hay là hình ảnh mà chúng ta có, khi chúng ta có cái gì hay hay là những cái tin tức chúng ta trong nội bộ chúng ta có thể mang đến cho nhà báo, gửi khi thông qua cái mối quan hệ mà chúng ta đã xác lập được, chúng ta có thể thường xuyên liên lạc với họ, và khi đã có cái liên lạc chặt chẽ rồi thì chúng ta chia sẻ với họ những cái câu chuyện của chúng ta, những cái hình ảnh của chúng ta, và dựa trên đó họ sẽ tìm hiểu sâu hơn, họ sẽ đi vào sâu vào câu chuyện, họ sẽ viết bài về chúng ta, và ở góc độ về PR là chúng ta thành công, đúng không ạ? Tiếp theo là chúng ta sẽ mang đến cho họ những cái idea mới, ví dụ như là công ty của mình nhập về một cái công nghệ mới, hay là chúng ta vừa mới có những cái công nghệ mới trên thế giới được phát hiện và ứng dụng vào doanh nghiệp của chúng ta. Trước thì tôi làm rất nhiều cho cái thẩm mỹ viện, thì họ ứng dụng rất nhiều cái công nghệ mới về ánh sáng trong làm đẹp, về các cái bước sóng, về các cái máy, thì họ chia sẻ những cái câu chuyện đó cho giới nhà báo, và giới nhà báo đã viết cái bài về họ, viết bài về những cái công nghệ đó. Thì ở góc độ về PR là chúng ta rất là thành công. Vậy thì quan trọng là các bạn phải tìm ra được một cái angle, tức là một cái góc nhìn, một cái góc nhìn để mà nhìn về, tức là khi mà viết báo thì các bạn biết là sẽ có cái góc nhìn đó, là sẽ có góc nhìn là người nhà báo họ đặt mình là một nhà báo để viết, hay họ đặt mình là khán giả để viết, người đọc để viết, hay là họ đặt mình ở nạn nhân để viết, họ đặt mình ở cái người hưởng lợi để viết, hay là đặt mình ở tổ chức để viết, thì họ sẽ có những cái góc nhìn khác nhau. Thì có những cái angle, những cái góc nhìn đó, thì họ sẽ tạo ra được cái góc nhìn, ví dụ như là cùng một cái vấn đề nhưng mà đứng ở 10 góc nhìn khác nhau, ở cái sự kiện đó chúng ta phát hiện được những cái sự thú vị, hay chúng ta tác động vào để nó bật ra được những cái tính cách, những cái sự thú vị, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái chất liệu để viết báo. Và các bạn biết là làm nghề PR thì quan trọng nhất là phải đưa đến câu chuyện cho. Đấy. Hiện nay thì các bạn biết là sốc xét xến, tình tiền tù tội, tức là những cái câu chuyện nó mang tính nhân cảm, gọi là human interesting á, nó đang nhanh nhản. Nhưng mà ở góc nhìn về mặt PR thì nó sẽ mang cái hiệu ứng ngược. Rồi các bạn biết là sốc xét xến thì nó sẽ tạo được cái sự thu hút, nhưng mà về mặt thương hiệu nếu mà chúng ta làm không cẩn thận đó, là thì cái đó sẽ mang lại được cái sự nguy hiểm cho thương hiệu đó. Thì các bạn biết là chúng ta sẽ phải tạo ra được cái sự thú vị cho cái thương hiệu, nhưng mà chúng ta phải giữ những cái chuẩn mực của nó, và đặc biệt là cái báo mạng đó. Báo mạng thì vấn đề về khai thác đời tư, hay là vấn đề về để tạo được cái câu view này nọ đó, thì họ tạo ra những cái angle rất là mang tính gọi là nhân cảm. Nhưng mà làm nghề PR thì chúng ta phải biết cân bằng hai yếu tố, là giữa yếu tố báo chí truyền thống và yếu tố về báo báo mạng ha. Khi tôi làm luận án tiến sĩ về báo mạng thì tôi sẽ gửi cho các bạn tham khảo thêm về cái những cái dữ liệu mà tôi thu thập được trong thời gian qua. Các bạn có thể tham khảo thêm cái tài liệu tham khảo của tôi. Thì bên cạnh đó thì chúng ta có thể gọi là đưa ra cho nhà báo những cái yêu cầu của chúng ta, đưa ra cho nhà báo những cái câu chuyện của chúng ta, đưa ra cho nhà báo những cái khi mà có sự thân thiết thì chúng ta có thể dẫn họ đi tham quan cái nhà máy, tham quan công ty chúng ta, tham dự vào những cái cuộc họp về cổ đông của chúng ta. Thông qua đó họ sẽ có tạo ra được rất là nhiều cái góc nhìn, và họ sẽ đưa ra được nhiều cái sự thú vị khi mà họ đưa lên báo chí. Thì các bạn biết là tôi làm về nghề giải trí, thì chúng tôi mời nhà báo đến phim trường trải nghiệm sản phẩm ở chương trình, chúng tôi mời họ đi xem phim, chúng tôi mời nhà báo đến cái xem cái quá trình sản xuất phim, quá trình sản xuất ra chương trình, tôi mời nhà báo tham dự vào những cái buổi chiếu phim đó. Thì cái đó được hiểu là cái media tour. Các bạn biết là có nhiều nhà máy họ mời nhà báo đến xem coi là
cái công nghệ của họ có ruồi không, hay là những cái công nghệ của họ có vấn đề gì không, tức là họ public cho nhà báo, mời nhà báo đến, hoặc là những cái tour ví dụ như tham quan nhà máy Heineken để thấy được cái chất lượng nữa, thì cái đó là cái để mà có chất liệu cho nhà báo họ có cái để viết về công ty, về thương hiệu của chúng ta đó. Và chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện những cái cuộc gặp gỡ báo chí để họ có cái chất liệu họ nói về chúng ta, hoặc là những cái dữ liệu mà chúng ta mang đến cho họ, những cái chương trình đặc biệt mà chúng ta tạo ra cho riêng cho giới báo chí, gọi là cái sự gắn kết của cái giới báo chí với lại cái thương hiệu của chúng ta. Đó là những cái công cụ để chúng ta tác động lên cái giới báo chí để họ viết bài về chúng ta.